Đời ấy, đi kiếm tiền, mình ngu một tí, mình khổ một tí, chịu thiệt một tí, thì người ta mới thương, thì mới dạy cho mình được chứ. Dù mình có khôn hơn người ta thật, nhưng mình vẫn cứ phải giấu kín. Đừng bao giờ thể hiện hay sĩ diện để làm gì cả. Còn chưa khôn ý, mà lại cứ tỏ ra là mình khôn ý, thì người ta chỉ có ghét được. Người mà càng có nội lực thực sự, thì người ta càng giấu mình đi. Chỉ dùng khi thực sự cần thiết thôi. Chứ để lộ ra ấy, thì phiền phức lắm. Cái quan trọng nhất là cháu phải biết sử dụng cái đó vào lúc này.